Thưa quý vị và các bạn, mới đây vợ chồng ông Đào Xuân Thuận trú tại xóm 6 xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vừa cắt được cặp nhung nai với hình thù như hoa màu hà, có kích thước trọng lượng khủng gần 8,7 kg. Với sự kiện này thì đã thu hút đông đảo dư luận cũng như gây xôn xao cả một xã bởi cặp nhung nai này được nhận định là to nhất huyện Quỳnh Lưu trong năm nay với giá trị lên đến là 50 triệu đồng một cặp. Vậy bí quyết nào đã giúp hộ gia đình ông Thuận có thể nuôi được nai cho cặp nhung khủng đến như vậy? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tổng hợp sau đây của chúng tôi. Cặp nhung nai này được vợ chồng ông Đào Xuân Thuận cắt vào chiều ngày 2 tháng 12 năm 2023. Cặp nhung sau khi thu hoạch có chiều dài hơn 60 cm, bên trên có hình thù như bông hoa màu gà, trọng lượng là 8,67 kg. Theo ông Thuận, con nai cho cặp nhung này là giống nai bản địa, được gia đình ông Thuận nuôi từ năm 2015. Đây là năm thứ 6 liên tiếp con nai cho thu hoạch nhung. Năm đầu tiên cặp nhung từ con nai nặng 1,1 kg. Những năm tiếp theo con nai cho cặp nhung to và nặng dần. Sự kiện của gia đình nhà ông Thuận đã thu hút hàng chục hộ dân xung quanh bởi cặp nhung nai gia đình ông mới thu hoạch được nhận định là to nhất huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trong năm nay. Vào ngày cắt nhung có rất nhiều bà con xung quanh đã đến chung vui cùng gia đình ông. Được biết sau khi thu hoạch, một vị khách trú tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu đã đến hỏi và mua lại cặp nhung nai này với giá 50 triệu đồng. Hiện tại gia đình ông cũng đang nuôi đàn nai 10 con, vừa nhân bán con giống, vừa thu hoạch nhung. Với đàn nai 10 con, cùng với bán con giống và bán nhung, trung bình mỗi năm gia đình ông Thuận thu khoảng 300 triệu đồng. Ông Đào Xuân Thuận cũng chia sẻ, ông rất vui mừng khi thu hoạch được cặp nhung nai cỡ lớn như vậy. Đây không chỉ là niềm vui riêng của gia đình ông, mà còn là niềm vui chung của xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Vâng, thưa quý vị, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hiện là địa phương có nhiều hộ dân phát triển mô hình chăn nuôi hươu, nai với đàn khoảng 300 con. Đây là hướng phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao cho người dân địa phương. Vậy bí quyết nào đã giúp cho hộ gia đình của ông Thuận nuôi được nai cho cặp nhung giá trị đến như vậy? Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng kết nối với chủ nhân của cặp nhung nai này. Xin mời trường quay kết nối. Vâng, thưa ông Thuận, sau khi hình ảnh cặp nhung nai của gia đình ông được chia sẻ đã rất nhiều người bày tỏ sự trầm trồ về cặp nhung nai khủng và rất giá trị của gia đình ông. Ông có thể chia sẻ cảm xúc ngay lúc này của mình được không ạ? Gia đình cũng như anh em phấn khởi lắm, bà con nhân dân phấn khởi, hiện nay chung vui vì gia đình rất vui. Anh nói chung là từ khi mua dừa là cùng phấn khởi và chúc mừng cho gia đình về chăn nuôi và phát triển hơn, về tạo điều kiện để mọi người nhân rộng cho mọi gia đình cùng nuôi thêm. Năm nay thì bà con phấn khởi là cả huyện, nhưng cả huyện người dân người huyện Quỳnh Lưu thì sao ông Mai vào đây cái hội chăn nuôi hươu nai tập trung nhà bà ta hàng trăm người đó để vui với gia đình và chiêm ngưỡng cái cặp nhung nai đấy. Chúng tôi cũng được biết ông đã bán cặp nhung này với giá là 50 triệu đồng. Ông có thể chia sẻ về số tiền này đã tương xứng với giá trị của cặp nhung nai của gia đình ông hay chưa? Để mà nói mình chưa bán được bụng đựng gốc của người của bên đứng đây bên phía bản quan cái tương lai gọi là người ta đang đi mua về để người ta bán cho người khác, cho nên là cái giá thường đứng bình thường thôi, chưa cao lắm đâu. Qua mà cái mà bán cho thương lại đi thì cũng giá đứng thấp, gia đình thường đứng phần khởi thôi, nhưng mà vì là lộc cũng nhưng lộc cũng to cho nên là cũng phấn khởi, nhưng mà đây bạn đứng giả cũng đứng so vì mặt bằng thì đứng thấp. Vì ở đây thì chủ yếu là bạn như thế này. Ông có thể chia sẻ bí quyết nào giúp gia đình ông có thể chăm sóc và nuôi dưỡng nai để thu hoạch được cặp nhung giá trị đến như vậy? Đầu tiên là cái chọn giống, vấn đề là chọn giống. Sau khi mà chọn giống rồi thì về chăn nuôi là phải chăm sóc, thì gia đình cũng chủ động, nói chung là chủ động với chăn nuôi con thì nó cái phần dịch bệnh nó đỡ lắm, cho mình công tác phòng chống chuồng trại làm sạch sẽ cố rảo làm. Rồi thứ hai là về phần thức ăn thì chủ yếu là rau có, rồi ngô, bột tinh. Đến cái ngày đến cái thời điểm lên lộc thì mình phải chăm thêm. Sau khi chị chăm đến mùa lộc rồi, đến cái mùa
Rồi nay nó con nay cải sinh sản thì cũng phải cho ăn thêm tinh bột để cho nai phát triển. Dự tính tới đấy cũng nhân thêm giống để cho bà con nhân dân và trao đổi kinh nghiệm cho bà con nhân dân trên nuôi thêm. Ở thôn đây là hiện giờ là đã có trong thôn một thôn ở xã của nhau đây kêu thôn sáu đã có 260 con hết nai rồi, mình tỉnh cờ hưu thì hơn 300 con một thôn. Vâng, rất nhiều bà con thì đã đến chia vui với gia đình của ông. Và đây có phải là lần đầu tiên gia đình của mình có cặp nhung nai khủng đến như vậy không? Và thường trong nghề thì sẽ phải chăm sóc nuôi dưỡng nai bao lâu thì mới có thể cho một cặp nhung giá trị đến như vậy? Cùng nuôi con nai này là nó cần để cần lên thì cần 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 to lên thì to cũng cơ hiếm hiếm lắm, cái con nai này là hiếm hiếm có, cho nên là nuôi từng nào thân to từng ấy. Còn mùa đầu thì nhưng mà mùa đầu thì chỉ 1 kg thôi, 1 kg đến ký 2 gì đó, thì sang mùa 2 là cũng 2 kg, thì mùa 3 là 3 4 kg, thì mùa 4 là 4 cân 8, mùa 5 năm ngoái đây là 7 cân 85, năm nay thì 8 cân 67. Thưa ông Thuận, với số tiền vừa bán được cặp nhung nai này thì ông bà dự định sẽ sử dụng số tiền này như thế nào? Và liệu có dự định sử dụng để mở rộng thêm mô hình nuôi hươu nai của gia đình nhà mình không? Dùng giáo vai tạo mua cho con cái ăn học rồi làm học hành rồi dự định cho có phát triển thêm đàn đàn nữa đó, muốn dự định phát triển thêm đàn nữa. Bây giờ thì chuồng trại mà chăn nuôi thì hầu như là làm bây giờ có cái trang trại của bác thường trồng, nhưng mà trồng 150 m², mà hiện giờ thì nuôi chỉ có 10 con thôi, nuôi có 10 con, 2 con đực, 18 con cái, 100 phát triển là chủ yếu là cái nguồn sinh sản. Con này lộc với chị được có 2 con đực, hai con nai đực thôi, con này chủ yếu cái để phát triển giống để tăng thêm nguồn thu nhập. Nói chung là con cái của bác học hành thì nói chung là có công ăn việc làm, cũng nhờ về hôm nay bác năm nay thì nuôi năm nay là 20 năm rồi, trước đây thì bác nuôi 15 con đực to, xong sau tuyển tuyển giống những con giống lộc to bác để lại, thì bây giờ bác nuôi chỉ có 2 con lộc và to, còn thì con mà lộc bé hơn thì bác bán đấy rồi, thì chuyển sang nuôi cái để phát triển. Mà từ cái kinh nghiệm ban đầu là chưa có thì sau này thì dần dần là bác sẽ tròn giống thì sau 17 năm là bác cũng tròn được con giống đó, vì cũng thời gian lâu vì máu lắm. Vì nhân được cái giống đó. Bây giờ mới có cái giống lộc to. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Thuận. Thưa quý vị và các bạn, hươu là đối tượng nuôi lâu năm của người dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên thì những năm gần đây, người nuôi hươu ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bắt đầu nuôi thêm nai vì trọng lượng của nai thì lớn gấp đôi so với hươu, tuổi thọ lại cao hơn. Ngoài nhu cầu sử dụng nhung nai, có rất nhiều thương lái đặt mua nguyên đầu và sừng nai để sấy khô làm vật trang trí phong thủy. Nhờ nghề nuôi hươu nai lấy nhung, kinh tế của một số hộ dân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã được cải thiện, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho phần tổng hợp của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.